Thưa quý vị, tỷ lệ nhiễm cúm và COVID-19 đang gia tăng nhanh trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu và Mỹ, đang khiến cho giới chức y tế thế giới bày tỏ nhiều quan ngại, đặt ra những thách thức trong phòng chống dịch bệnh. Đó cũng là nội dung trong chuyên mục Nhìn ra thế giới sáng nay. Thưa quý vị, tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và một số nước châu Âu, đã có những báo cáo về việc gia tăng các ca nhập viện liên quan tới các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cúm và COVID-19 trong những tuần gần đây, làm tăng áp lực lên hệ thống y tế. Tỷ lệ tử vong ở người lớn tuổi ở một số khu vực tuy thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của đại dịch COVID-19, nhưng cũng tăng nhẹ. Tại Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, các báo cáo về bệnh đường hô hấp hiện đã ở mức cao hoặc rất cao tại nhiều bang hoặc thành phố lớn của Mỹ. Các ca bệnh đường hô hấp tăng cao do mắc COVID-19, cúm mùa và nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV. Theo ước tính của CDC, đã có trên 7 triệu ca bệnh, 73.000 người nhập viện và 4.500 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh đường hô hấp trong mùa này. Trong đó, COVID-19 vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra các ca nhập viện do virus đường hô hấp. Trên toàn quốc, số lượt cấp cứu hàng tuần tăng 12%, trong khi tỷ lệ nhập viện trong tuần gần đây nhất tăng khoảng 17%. Bệnh viện tại ít nhất 4 bang của Mỹ, trong đó có Massachusetts, Illinois và California, đã khôi phục quy định về đeo khẩu trang khi số ca mắc COVID-19 cúm mùa và các bệnh về đường hô hấp tăng. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, trong tuần cuối cùng của năm 2023, số ca nhiễm bệnh đường hô hấp đã tăng tới 75% với 4.383 ca trên 100.000 dân. Còn số ca nhập viện vì các bệnh trên đã tăng 60% trong một tuần. Chính phủ nước này đã phải ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế trên toàn quốc, bất chấp sự phản đối từ một số chính quyền địa phương. Thậm chí trước đó, một số thành phố ở Tây Ban Nha đã ra quyết định người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nhà nếu không có việc cần thiết phải ra ngoài. Tại Italia, theo dữ liệu do Viện Y tế Quốc gia nước này công bố, số người mắc các bệnh giống cúm và COVID-19 đã tăng cao kỷ lục trong hai tuần cuối của năm 2023. Tỷ lệ mắc bệnh trong tuần cuối cùng của năm ngoái là 17,5 ca trên 1.000 dân và trong tuần trước đó là 17,7 ca trên 1.000 dân. Tại Anh, số ca mắc cúm đã tăng gấp 6 lần trong vài tuần cuối tháng 12 năm ngoái và số ca nhập viện vì COVID-19 đã tăng tới 25%. Tại Bồ Đào Nha, Bộ trưởng Y tế Manuel Pizarro ngày 8 tháng 1 cho biết nước này đang trải qua dịch cúm, khiến thời gian chờ đợi tại các khu vực cấp cứu của bệnh viện tăng lên hơn 10 giờ trong những tuần gần đây. Tại các khu chăm sóc tích cực, số lượng ca nhiễm cúm đạt mức kỷ lục 17% trong tuần cuối cùng của năm 2023. Trong số các bệnh đường hô hấp đang lây lan nhanh, thì COVID-19 dần nổi lên như là căn bệnh nguy hiểm nhất. Ngày 10 tháng 1 qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên tiếng cảnh báo về sự lây lan của dịch COVID-19 khi mà các cuộc tụ tập trong các dịp lễ cuối năm do biến thể JN1 thống trị toàn cầu đã thúc đẩy sự lan rộng của COVID-19 trên toàn thế giới vào tháng 12 năm ngoái. Ông Ghebreyesus dẫn số liệu thống kê cho thấy gần 10.000 ca tử vong do COVID-19 đã được báo cáo lên WHO trong tháng 12 năm 2023, trong khi tỷ lệ nhập viện tăng 42% và tỷ lệ điều trị tích cực ICU tăng 62% so với tháng trước đó. Xu hướng này bắt nguồn từ dữ liệu được chia sẻ bởi chưa đầy 50 quốc gia, chủ yếu là ở châu Âu và châu Mỹ, trong khi chắc chắn nó cũng có chiều hướng gia tăng ở những nước khác mà không được báo cáo. Theo lập luận của Tổng Giám đốc WHO, dù 10.000 ca tử vong do COVID-19 ghi nhận được mỗi tháng là ít hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch, tuy nhiên con số này có thể được giảm nhẹ nếu chúng ta có sự phòng ngừa. Mặc dù COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, song virus vẫn đang lây lan, biến đổi và gây tử vong. Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang phát triển nhanh chóng khắp thế giới là JN1. Biến thể này đã làm dấy lên mối lo ngại của các chuyên gia y tế do chúng dường như gây áp lực cao hơn với mô phổi, có khả năng dẫn đến các trường hợp viêm phổi nặng hơn so với các biến thể trước đây. Các ca nhiễm biến thể JN1 của virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 chiếm tới hơn 50% tổng số ca nhiễm mới ở Mỹ. Hiện vẫn chưa có kết luận về việc liệu biến thể này có lây lan nhanh hơn các biến thể khác hoặc biến thể này có khả năng tránh được hệ miễn dịch của con người hay không. Trong khi đó, Giám đốc Bộ phận Chuẩn bị và Phòng ngừa Dịch bệnh và Đại dịch của WHO bà Maria Van Kerkhove cho rằng sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp trên toàn cầu là do virus corona, cúm, rhinovirus, một loại virus chính gây hội chứng cảm lạnh thông thường
ở người và viêm phổi. Bà Kekhov cảnh báo xu hướng đó sẽ tiếp tục kéo dài từ tháng 1 đến những tháng mùa đông ở Bắc Bán Cầu, đồng thời lưu ý rằng số ca mắc COVID-19 sẽ gia tăng ở Nam Bán Cầu, nơi hiện đang là mùa hè. Thưa quý vị, theo WHO có thể ngăn ngừa các trường hợp nhiễm cúm và COVID-19 nặng phải nhập viện nhờ việc tiêm phòng, đặc biệt là với những người lớn tuổi và người bị suy giảm miễn dịch. Do vậy, WHO tiếp tục kêu gọi các cá nhân tiêm chủng, xét nghiệm, đeo khẩu trang khi cần thiết và đảm bảo không gian trong nhà được thông gió tốt. Bất chấp việc các chính phủ đã nỗ lực thông tin tuyên truyền về các nguy cơ vẫn hiện hữu của COVID-19 cùng những lợi ích của việc tiêm chủng, kể từ khi WHO công bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng toàn cầu hồi tháng 5 năm 2023, tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 vẫn không cao. Tại Mỹ, nhiều người vẫn không hiểu rằng COVID vẫn là căn bệnh nghiêm trọng hơn cúm. Chính vì vậy, trong khi gần một nửa số người trưởng thành trên 18 tuổi, khoảng 44,9% tiêm phòng cúm mùa qua, thì số người tiêm phòng COVID-19 chỉ chiếm tỷ lệ có 19,4%. Còn tại Italia, theo thống kê mới nhất, chỉ có 8,6% dân số đủ điều kiện tiêm chủng đã tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường thứ ba sau hai lượt tiêm đầu. Trong khi đó, theo WHO, JN.1 là biến thể phụ nhánh BA2.86 của Omicron, vì vậy các loại vaccine hiện nay vẫn có tác dụng bảo vệ nhất định. Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Thụy Điển, loại vaccine COVID-19 mới nhất vốn nhắm tới biến thể XBB.1.5 của virus SARS-CoV-2 đã giúp giảm tới 76,1% nguy cơ nhập viện của những người trên 65 tuổi nhiễm các biến thể gần đây. Trong khi đó, việc tiêm ngừa cúm cũng đã giúp giảm 52% nguy cơ nhập viện cho những người mắc bệnh. Thưa quý vị, qua những phân tích trên và theo khẳng định của các chuyên gia y tế thế giới, thì việc tiêm vaccine có thể không giúp con người tránh được nguy cơ nhiễm bệnh, nhưng chắc chắn có thể làm giảm đáng kể khả năng phải nhập viện hoặc tử vong, đặc biệt là với COVID-19. Và ngoài các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh khác như đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên bằng xà bông, thì việc tiêm ngừa vẫn là yếu tố then chốt giúp ngăn ngừa các trường hợp bệnh nặng và tử vong. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chuyên mục Nhìn ra thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.